Khánh Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 82 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 82 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, không biết bao nhiêu cường giả toan tính xuất động, tính toán trên đường cướp giết lão ba đầu Diệp Húc này. Dọc theo đường đi, Hiên Viên Quang nghe thấy không biết bao nhiêu tin tức về Diệp Húc, miêu tả Diệp Húc trở thành một lão ma đầu, tội lỗi chồng chất, không việc ác nào không làm. Nhưng hắn ở chung với Diệp Húc trong khoảng thời gian ngắn, lại không hề phát hiện ra Diệp Húc làm chuyện gì xấu cả. Diệp huynh làm những chuyện này đều là xuất phát từ tình hình thực tế mà thôi. Chỉ có điều lúc ra tay hơi có chút cực đoan một chút. Hắn ra tay cứu ta hai lần, đại nghĩa vô song. Thấy thế nào cũng không giống như một ma đầu, mà giống như bạn tốt chi giao có thể ra phó sau lưng cho hắn vậy. Hiên Viên Quang thầm nghĩ. Người khác thấy thế nào, người khác nói thế nào, đều là dâu ria. Hắn là bằng hữu, ta định kết giao rồi. Ma đạo cũng không phải đều là người xấu, chính đạo cũng không phải tất cả đều là người tốt. Khó trách cha ta nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Lời này quả nhiên không sai. Ta đi ra có mấy ngày mà kiến thức đã tăng lên nhiều rồi. Tốc độ của hai người cực nhanh, một đường bay đi, đột nhiên nghe thấy âm thanh vang lên. Hiến Viên huynh, Tống huynh, chúng ta ở trong này. Thanh âm này từ trong một mảnh thâm sơn truyền tới. Diệp Húc và Hiên Viên Quang lướt nhau, nhất tề rơi xuống. Chỉ thấy Tống Cao Đức và Tần Khả Khanh, hai người tránh ở một bên, bên trong một thung lũng. Bốn phía chim hót líu lo, cũng yên tĩnh tao nhã vô cùng. Cách đó không xa, có một đầm nước, vách núi có một thác nước. Tiếng động rầm rầm rơi vào trong đầm nước trông cực kỳ đẹp mắt. Khổng Chiêu không có đuổi theo đấy chứ? Tống Cao Đức đánh giá khắp nơi, có chút khẩn trương nói. Hiên Viên Quang lúc này đã đem chuyện ác đấu ở bên ngoài Lạc Vân Thành kể lại một lần. Tuy nhiên hắn che giấu thân phận thực sự của Diệp Húc, cũng không nói Diệp Húc tế khởi thần sát thứ nhất, mắt bắn ra thần quang, chỉ nói Diệp Húc và Khổng Chiêu ác chiến một hồi, liều chết đánh lui được hắn, đồng thời xương sườn cũng bị chặt đứt mấy cái, đầu gần như bị Khổng Chiêu bóp nát. Tần Khả Khanh đôi mắt đẹp trở nên phức tạp, kinh ngạc nhìn Diệp Húc. Nghe tiết lời của Hiên Viên Quang nói, nàng có thể tưởng tượng ra chiến đấu lúc đó thảm thiết hung hiểm như thế nào, có thể nói là sinh tử một đường. Tống tiền bối, Khả Khanh và tiền bối vốn chưa gặp mặt, lại được tiền bối cứu hộ, Khả Khanh không biết phải báo đáp như thế nào, thậm chí ngay cả tính danh, thân phận thực sự, Khả Khanh cũng không biết. Nàng sắc mặt đau khổ, thở dài mà nói. Diệp Húc khiêm tốn nói, à, chỉ là việc nhỏ, cần gì phải nói tới đây? Tần tiên tử không cần phải để trong lòng. Thanh âm giả nua của hắn vang lên, trong giọng nói lộ ra vẻ tang thương, nhìn thấu thế sự, quả nhiên giống như thế ngoại cao nhân vậy. Tống Cao Đức trợn mắt, trong lòng nói thầm. Nếu là ngươi biết được thân phận thực sự của Diệp huynh, sự tình liền vui rồi. Lần này tai họa lớn rồi, Khổng Chiêu mạo danh Khổng Thiếu Du lần vào Lạc Vương thành, giết hại dân chúng toàn thành, 100.000 nhân khẩu, mấy ngàn vũ sĩ giết hại không còn một ai, thậm chí ngay cả đệ tử trung tâm của các đại thế gia cũng bị giết, nguyên thai nguyên thần đều bị luyện hóa cả. Tai họa này không phải là nhỏ, tuyệt đối khiến cho Nguyên Thủy Thánh Tông và Hỗn Nguyên Đạo Tông, Khổng gia và các đại phái thế gia tức giận vạn phần. Hiên Viên Quang chỉnh sắc nói, Diệp huynh, Tống huynh, hắn còn muốn đem những chuyện này đổ lên đầu của Diệp lão ma, tuy nhiên ta và Tần tiên tử đều nhìn thấy ở trong mắt cả, tất nhiên không thể khiến cho hắn đắc ý được. Tần Khả Khanh dứt khoát mà nói, Khổng Chiêu làm chuyện đại sự như vậy, tội ác tày trời, ta sẽ lập tức trở lại sân môn, thông báo cho cao nhân Thánh Tông ta biết, đồng thời truyền khắp thiên hạ, mời các đại môn phái, thế gia đại phiệt cùng nhau truy đuổi ma đầu này. Ta cũng phải trở lại nhà, thông báo cho cha ta biết được việc này. Hiên Viên Quang trầm giọng nói, lập tức liếc mắt nhìn Diệp Húc và Tống Cao Đức một cái.
Khổng Chiêu làm chuyện ác tày trời như vậy còn muốn để lên đầu của Diệp Thiếu Bảo, tuy nhiên ta tuyệt đối không để cho hắn làm được chuyện này. Ta muốn cho hắn ở khắp thiên hạ này không còn có chỗ dung thân kìa. Tần Khả Khanh đứng dậy hướng tới Diệp Phúc duyên dáng thiên lễ, dịu dàng mà nói: Tiền bối, Khả Khanh sắp trở lại Nguyên Thủy Thánh Tông, khẩn cầu tiền bối nhận lấy vật này. Nàng lấy ra một cái mộc bài tinh xảo, mặt trên viết một chữ thánh, dịu dàng nói: Cái này chính là tín vật của Thánh Tông ta, tên là Nguyên Thủy Thánh Lệnh, tổng cộng có 10 miếng. Người cầm thánh lệnh này ở trong tay tương đương với Khách Khanh trưởng lão của Thánh Tông ta rồi. Cho dù là Úc Khánh Sơn, ta cũng chưa từng cho hắn biết cái lệnh bài này. Tiền bối với Thánh Tông ta có ân, lần này từ biệt, không biết bao giờ mới có thể nhìn lại tiền bối được. Nghe tiền bối dạy bảo, tiền bối nhận lấy thánh lệnh này, nếu như khi nào gặp nạn, liền cầm thánh lệnh này đi tới Thánh Tông ta, tất nhiên không có người nào dám ngăn trở. Sao? Nguyên Thủy Thánh Lệnh ư? Diệp Húc giơ miếng thánh lệnh này lên, chỉ thấy chữ thánh viết như rồng như phượng, khí thế cực kỳ, dường như mình xâm nhập vào trong mộc bài, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa rồng vậy, thoát lệnh mà đi, hóa thành long phượng bay mất. Lệnh bài này cũng là một kiện vô bảo, tuy rằng không bằng Hoàng Tuyền Thánh Lệnh, nhưng tôn quý dị thường. Cầm lệnh này ở trong tay, thân phận siêu nhiên, có thể hoành hành không cố kỵ ở cảnh nội đại hán này, không cần lo lắng bị người đuổi giết. Lúc này hắn thu hồi lại Nguyên Thủy Thánh Lệnh, đã thấy Tần Khả Khanh kinh ngạc nhìn tay của hắn, không khỏi buồn bực mà nói: Sao, tay ta làm sao vậy? Tần Khả Khanh trong lòng khiếp sợ vạn phần, kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn quanh, liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái thật sâu, đứng dậy mà đi. Cửa khanh khách nói: Tay tiền bối làn da chân bóng, trông không giống như một lão nhân, ngược lại giống như một thiếu niên vậy. Nàng nhẹ nhàng bay đi, trong không khí còn lưu lại dư hương lượn quanh không dứt. Tống tiền bối, người lừa ta quá đáng rồi, người ta còn tưởng rằng người là một lão hổ sắp chết, là một lão nhân đức cao vọng trọng, không nghĩ tới người lại trẻ tuổi như vậy, thậm chí chưa chắc đã lớn hơn Khả Khanh đâu. Dư âm của nàng truyền tới, du đãng trong không cốc nói: Khả Khanh lần sau nhìn thấy tiền bối, nhất định phải thấy diện mạo thật của người một lần. Diệp Phúc khẽ mỉm cười, thanh âm vẫn giả nua như trước, lắc đầu nói: Tần tiên tử, lão phu có vẻ trẻ tuổi là bởi vì làn da lão phu được bảo dưỡng tốt thôi. Tần Khả Khanh tốc độ cực nhanh, cũng không biết vị gia nhân như tiên tử kia có nghe thấy hay không. Làn da được bảo dưỡng tốt ư? Tống Công Đức lắc đầu, sắc mặt cổ quái, trong lòng cảm giác quái dị. Nếu Tần Khả Khanh nhìn thấy diện mạo thật của Diệp Húc, đến lúc đó không biết cảm giác mất mát của nàng lớn tới mức nào. Diệp huynh, chúng ta hiện tại khởi hành thôi, đi tới Hiên Viên gia như thế nào? Hiên Viên Quang cười nói với Diệp Húc. Tống Cao Đức kinh ngạc: Hiên Viên huynh, ngươi gọi sai rồi, ta mới là Diệp Tần. Hiên Viên Quang lườm hắn một cái cười nói: Các ngươi còn tính toán lừa ta đến bao lâu nữa đây? Ta vừa rồi nghe thấy Diệp huynh chính mồm thừa nhận hắn là Diệp Húc Diệp Thứ Bảo, nói vậy ngươi cũng không phải là Diệp Tần đi. Không sai, lão tử đi không cải danh, ngồi không đổi họ, ta là Tống Cao Đức kìa, cao hiền của Vạn Kiếp Môn. Tống Cao Đức ra mặt dày đáng sợ, hướng tới Diệp Húc mà nói: Hiền Viên huynh đã thấy được thân phận thật của chúng ta rồi, có nên giết hắn diệt khẩu hay không đây? Hiền Viên Quang sợ tới mức nhảy dựng lên ba trượng cao, tức giận mà nói: Khốn kiếp, vừa rồi ngươi còn xưng huynh gọi đệ với ta, hiện tại đã nghĩ tới giết người bịt miệng rồi sao? Tống Cao Đức vội vàng vươn tay ôm lấy đầu vai của hắn, cười bồi mà nói: Hiền Viên huynh, tiểu đệ là nói đùa thôi. Dứt lời, hắn lại hướng tới Diệp Húc nháy mắt một cái, nhỏ giọng mà nói: Thật sự không cần giết người bịt miệng hay sao? Hiên Viên Quang gần như bị hắn làm cho tức giận, muốn hộc máu tới nơi, hất mạnh tay hắn ra tức giận nói: Còn bà nó chứ, tốt xấu gì ba huynh đệ chúng ta cũng đã từng đồng tâm hiệp lực qua. Tống Hình hay nói giỡn, Hiên Viên huynh đừng để ý. Diệp Húc cười nói: Đi tới Hiên Viên gia cũng tốt, kiến thức thế gia thiên đế một chút. Hiện giờ bên ngoài có không biết bao nhiêu người đang tìm ta, chờ lấy đầu của ta. Trước tiên để cho bọn họ tìm quanh một vòng, đợi khi bọn họ tìm tới sứt đầu mẻ chán rồi, ta lại đi ra di chỉ kinh đô cuối thể thương. Sao? Di chỉ kinh đô cuối thể thương ư? Hiên Viên Quang trùng mình một cái, lắc lắc đầu nói: Diệp huynh, thật không dám giấu giếm, di chỉ kinh đô cuối thể thương là nơi hung hiểm, cũng không phải là nơi mà ta và ngươi có thể tiến vào được. Cho dù là tam tướng cảnh, tam bất triệt cảnh, đại vu đi vào cũng là kiểu tử nhất sinh kìa. Nơi đó là một hoàng triều bị hủy diệt, nơi thiên hộ là nơi thiên đế giải phóng lửa giận của mình, là địa phương mà vu hoàng đại vu nghịch thiên mà đi, trong đó hung hiểm không phải vu sĩ bình thường có thể tưởng tượng ra được đâu.
Di chỉ kinh đô cuối thời Thương chính là chỗ táng thân của tuyệt đại bá chủ thượng cổ Đại Thương Hoàng Triều, Hoàng Trụ Nghịch Thiên mà đi. Lấy Kiến Mộc làm cơ sở, ý muốn thành lập Thông Thiên Tháp nối thẳng lên thiên giới, vấn đỉnh thiên giới vị. Khi đó, Đại Thương nhất thống thế giới, vô số vô hoang đại lục, vô số đại vu, vô số đại quân vu sĩ, chính là vương triều mạnh nhất lúc bấy giờ. Vu pháp phồn thịnh, so với hiện nay mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, đủ loại nhân tài, đủ loại thiên tài, đủ loại thân thể ngũ hành mạnh mẽ xuất hiện, thậm chí vu hoang cũng xuất hiện không ít vị, chính là một niên đại huy hoàng nhất. Đó là một niên đại mà bất cứ vu sĩ nào chỉ cần suy nghĩ một chút cũng kích động tới phát run, thời thế cực thịnh. Đáng tiếc, hành trình Hoàng Trụ Nghịch Thiên chung quy làm thiên đế tức giận, thiên đế đánh xuống lửa giận, Đại Thương bị diệt, không biết bao nhiêu vu hoàng chết trận, vu pháp đánh rơi, cấm bảo bị phá nát. Rốt cuộc, một hoàng triều thống nhất thế giới bị diệt, sau đó là Đại Chu đang hoàng triều, từ đầu tới cuối cũng không có một hoàng triều nào đạt tới trình độ hưng thịnh như Đại Thương. Di tích mai táng một hoàng triều như vậy, có thể nghĩ trong đó sẽ có hung hiểm cỡ nào. Hiên Viên Quang sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: "Trước kia, một vị gia chủ Hiên Viên gia chúng ta mạo hiểm đi tới di chỉ kinh đô cuối thời Thương này, xâm nhập vào hoàng trụ chi mộ, kết quả bị nhốt vào trong đó, gần như là bị diệt sát kìa. Nếu không phải Hiên Viên gia chúng ta xuất động rất nhiều cường giả, thúc giục cấm bảo, cưỡng ép phá vỡ cấm chế, chỉ sợ gia chủ của nhà ta đã bị táng thân bên trong di chỉ kinh đô cuối thời Thương rồi." Tống Cao Đức không khỏi hoảng sợ: "Hiên Viên gia, gia chủ đó là nhân vật cao nhân thế nào đây?" Hiên Viên gia chính là thiên đế thế gia, ở trong ma đạo chỉ có Đông Hoàng gia mới có thể so sánh được với thế gia này. Hiên Viên gia đứng đầu, tất nhiên là nhân vật có thể đứng đầu các đại phái thánh địa. Nhưng mà cho dù là nhân vật như vậy, đi tới di chỉ kinh đô cuối thời Thương, suýt chút nữa cũng bị vây sát, còn phải để các cao thủ trong tộc mang theo cấm bảo tới nghĩ cách cứu viện. Có thể thấy được di chỉ kinh đô cuối thời Thương hung hiểm như thế nào. Diệp Phúc ánh mắt chớp động, trong lòng thầm nghĩ: "Bất kể di chỉ kinh đô cuối thời Thương hung hiểm như thế nào, ta đều phải đi một lần kìa. Không phải vì tìm kiếm Vinh Lâm Vinh Huynh hỏi tu thành ngọc thai như thế nào, mà là vì tìm kiếm Kiến Mộc Long Trương, nâng cao trình độ nguyên thần của ta. Đặng Nguyên Giáp có thể tìm kiếm được Kiến Mộc Long Trương, nghĩ tới bảo vật này cũng không nhất định ở vị trí trung tâm của di chỉ kinh đô cuối thời Thương kia. Hắn có thể, ta tất nhiên cũng có thể. Hắn đầu tiên là tìm kiếm Vinh Lâm, đơn giản là muốn hỏi Vinh Lâm làm như thế nào mới có thể thần nguyên hợp nhất tu thành ảo thai. Lúc này Vinh Lâm đã tiến vào di chỉ kinh đô cuối thời Thương, mà hiện giờ cao thủ trẻ tuổi trong thiên hạ phần lớn đều đuổi tới di chỉ kinh đô cuối thời Thương chuẩn bị giết hắn, thậm chí có người còn canh giữ bên ngoài bên cạnh di chỉ kinh đô cuối thời Thương. Hiện tại mà đi tới di chỉ kinh đô cuối thời Thương thì chỉ có con đường chết mà thôi. Về phần làm như thế nào thần nguyên hợp nhất, Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức bên cạnh đều là cao thủ tu thành ảo thai, không hỏi bọn họ mà mạo hiểm nhảy vào di chỉ kinh đô cuối thời Thương, chẳng phải là hành vi ngu ngốc lắm hay sao? Tống Cao Đức hiển nhiên sau khi tách ra với hắn lại có kỳ ngộ, từ ảo đan cửu phẩm một đường tấn công luyện thành nguyên đan, rồi lại xông lên mô thai kỳ, vượt qua mấy mươi lần thiên kiếp tu thành ảo thai, tốc độ tu luyện cũng không kém hơn so với Diệp Phúc. Tên này vẻ ngoài chính khí lẫm liên, ở trong chính đạo lan lộn phát triển nhanh chóng, sống vô cùng tốt. Hắn nếu có thể tu thành ảo thai, tất nhiên biết làm như thế nào để thần nguyên hợp nhất, khiến cho nguyên thần và màng thai cùng dung. Mà Hiên Viên Quang xuất thân danh môn, thân mình lại là tam thần cảnh dương thần kỳ đại cao thủ, hắn đúng là có kiến giải của riêng mình về thần nguyên hợp nhất. Hiên Viên gia ở Ung Châu của cảnh nội Đại Hán, cách địa phương của bọn họ đang đứng tới hơn ngàn dặm. Diệp Phúc vừa đi tới Ung Châu vừa hỏi hai người. Tống Cao Đức cười ha hả nói: "Sao, thần nguyên hợp nhất ư? Cái loại chuyện này đối với ta mà nói là đơn giản nhất kìa. Ta lúc trước tu luyện tới mô thai cửu phẩm, trùng hợp gặp được một gã tiểu quang minh thánh địa, vừa mới bước nhập vào mô thai kỳ, chưa tu thành nguyên thai bất tử chân thân cường giả. Ta tính toán lừa hắn, hắn cũng tính lừa ta. Kết quả ta với hắn ác chiến một hồi, ta thắng hiểm một lần, u mê mê thần nguyên hợp nhất, tiến vào ảo thai kỳ, còn đạt được kiểu chuyển nguyên công cuốn thứ tư cùng với linh mạch và vật vô số." Diệp Phúc nghe thấy mà buồn bực không ngừng. Hắn ác chiến với Ngụy Hiên một hồi, lại vật lộn với Khổng Chiêu Yêu Thánh mà cũng không có gặp gỡ như Tống Cao Đức. Hiên Viên Quang cười nói: "Phương pháp đột phá thần nguyên hợp nhất của Tống huynh chính là lấy áp lực mà đột phá, loại phương pháp này nguy hiểm nhất, rất khó thực hiện được. Lúc trước khi thần nguyên ta hợp nhất, chính là cha ta trực tiếp ra tay, trực tiếp đem nguyên thần của ta đánh nhốt vào bên trong mô thai, tiến vào ảo thai kỳ." Diệp Húc càng thêm buồn bực. Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang hai người, một người dựa vào ác chiến đột phá, còn một người dựa vào tuyệt đỉnh cao thủ ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên,
Hai phương pháp này so với hắn mà nói, làm sao có thể áp dụng được đây? Nếu là ác chiến một hồi khiến cho hắn có thể đột phá, thì lúc này hắn đã sớm là vu sĩ ảo thai kỳ rồi. Mà mời tuyệt đỉnh cao thủ hỗ trợ, chỉ sợ chỉ có người chí thân mới có thể yên tâm. Nếu không phải người chí thân, hơi động một chút tâm tư liền có thể đánh nát mô thai của ngươi, hủy diệt nguyên thần của ngươi. Vậy còn có phương pháp nào khác hay không đấy? Hắn không cam lòng liền dò hỏi. Phương pháp thì đương nhiên là có rồi. Tống Cao Đức cẩn thận suy tư nói. Ta nhớ rõ từng có một vị thiên tài của Vạn Kiếp Môn ngồi ngay ngắn ở trong cấm bảo của môn phái, ngồi dưới bóng của Vạn Kiếp Thiên Lâu khô tọa mấy tháng, vừa mới đột phá thần nguyên hợp nhất kìa. Tuy nhiên hắn làm như thế nào mà làm được, điểm này ta cũng không rõ ràng cho lắm. Một vị trưởng giả trong Hiên Viên Gia ta khi ở cảnh giới này từng ăn lầm một loại linh đan làm cho nguyên thần vô cùng mạnh mẽ, thậm chí vượt qua lực lượng của mô thai, trực tiếp nhảy vào trong mô thai kìa. Hiên Viên Quang cũng trầm giọng nói ra một loại phương pháp. Tuy nhiên một lát sau, hai người bọn họ liền nghĩ ra hơn 10 loại ví dụ thần nguyên hợp nhất khác. Những người này hoặc là ngộ đạo, hoặc là có kỳ ngộ. Các phương pháp này đối với Diệp Húc mà nói hết thảy đều không thích hợp. Ở Diệp huynh, ta có một phương pháp có thể thử một lần. Hiên Viên Quang cười nói. Ta và Tống huynh cùng nhau thúc giục nguyên thần chi báo, đồng thời chấn áp nguyên thần của ngươi, khiến cho nguyên thần màng thai của ngươi cùng rung kìa. Phải, phương pháp này không tồi. Tống Cao Đức ánh mắt sáng lên cười nói. Ta và Tiểu Quang tu vi đều cao hơn ngươi kìa, dùng nguyên thần chi bảo của hắn, hơn nữa hai chúng ta liên kết thúc giục, uy lực đủ sức tương đương với một đại vu. Ta cũng không tin một đại vu ra tay còn không thể làm nguyên thần của ngươi hợp nhất được. Tiểu Quang Quang sao? Hiên Viên Quang buồn bực không thôi. Diệp Phúc trong lòng nhất động cười nói. Ý kiến hay, có thể thử một lần. Hắn hồn nhiên chưa từng nghĩ tới thần nguyên hợp nhất thành công không ít, nhưng số người bị nhốt ở cảnh giới này cũng là không ít đi. Cũng có rất nhiều người khi đột phá cảnh giới này hơi chút vô ý liền nguyên thần tan biến, mô thai vỡ vụn mà chết. Bởi vậy đại đa số mọi người khi thần nguyên hợp nhất đều cẩn thận vô cùng, e sợ đi nhầm một bước làm sao có thể tùy ý làm bậy như bọn họ được. Diệp Húc không có sư phụ dạy bảo, nguy hiểm tính mạng cũng không hay biết. Mà Tống Cao Đức lúc đột phá thành công thần nguyên hợp nhất ngay lập tức, Hiên Viên Quang lại càng đơn giản hơn, có cao thủ như cha hắn ở đấy, thần nguyên hợp nhất vô cùng thoải mái. Ngọc Thụ hiện lên phía sau Diệp Húc, tiếp theo là một vòng mặt trời đột nhiên hiện lên trên không trung, quay chung quanh Ngọc Thụ mà bay múa, hào quang chiếu rọi rạng rỡ vô cùng. 12 mô thai, 12 mặt trời chói chang, thật sự là quá mạnh mẽ mà. Hiên Viên Quang cho dù lần thứ hai nhìn thấy những vòng mặt trời chói chang treo trên Ngọc Thụ này, nhưng vẫn cảm thấy rung động như trước, không kìm được mà tán thưởng một phen. Tình hình này dường như làm cho người ta mơ hồ cảm thấy như trở về thời viễn cổ, 10 mặt trời mọc cùng một lúc vậy. Nhất thần phân hóa, đô thiên thập nhị nguyên thần. Diệp Húc tâm niệm hơi động, chỉ thấy Ngọc Thụ đột nhiên phân liệt hóa thành 12 cây ngọc thụ đều tự đứng đối diện với một mô thai. Tuy rằng Thủy Hoàng Đế báo cho hắn tu luyện nhất thần phân hóa, đồng thời cũng phân tán lực lượng, nhưng lúc này Diệp Húc nguyên thần phân liệt đều tự lấy mô thai ân cần săn sóc, nâng cao tu vi. Nếu cần, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể vận dụng 12 nguyên thần hợp nhất. Nhất thần phân hóa đối với tu vi mà nói, tu luyện mà nói, vẫn là một loại pháp môn rất tốt, có thể nhanh chóng nâng cao tu vi, nhưng kỹ xảo thực chiến vẫn là đô thiên thập nhị thần sát mạnh hơn một bậc. Bởi vậy Diệp Phúc tính toán kết hợp hai loại pháp môn này, lấy nhất thần phân hóa nâng cao tu vi, lấy đô thiên thập nhị thần sát nâng cao thực lực. Hiên Viên huynh, Tống huynh, các ngươi có thể ra tay. Hắn trầm giọng nói. Hiên Viên Quang nghe vậy quát lên một tiếng. Thanh đồng thú hoàn lên. Bên trong bảo tháp của hắn chỉ thấy một kiện vu bảo từ từ hiện ra. Đây là một loại đồng hoàn rộng dài hơn một xích. Miếng đồng hoàn này hẳn là vòng tròn trên đỉnh điêu khắc một cái đầu yêu thú, hình dạng như rồng như hổ. Loài yêu thú này tên là Long Tu Hổ, chính là dị chủng thượng cổ, có được huyết mạch Long Hổ. Long Hổ, Long Đầu Hổ ra, trong các loại dị chủng yêu thú là rất hiếm thấy. Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức, hai người toàn lực thúc giục nguyên thần chi bảo này, chỉ thấy thanh đồng thú hoàn ngày càng lớn, càng ngày càng rộng, dần dần khuếch trương tới gần 6-7 dặm, tản mắt ra những dao động tối nghĩa. Ở trung tâm thú hoàn là một bảo hồn giới, giống như một mảnh hồ nước sáng như gương, hơi hơi chút lay động. Ông một tiếng, không gian bên trong thú hoàn hơi hơi lay động một chút, từng chuỗi sóng gợn xuất hiện. Trung tâm gợn sóng, một bộ móng vuốt lông mao mượt mà xuất hiện, ra sức dễ dụa lao ra ngoài. Gào! Phiến không gian kia càng ngày càng dao động kịch liệt hơn, chỉ thấy một đầu yêu thú nguyên thần như rồng như hổ
từ trong hồ nước ló đầu ra và móng vuốt ra ngoài. Mà phía sau thanh đồng thú hoàn, thân hình của nó cũng chậm rãi kéo dài ra khỏi vòng không gian này. Đầu long tu hổ này oai phong lẫm lẫm đứng ở trong không trung, chỉ thấy thanh đồng thú hoàn kia giống như một cái vòng cổ chụp ở trên cổ của nó. Diệp huynh, ngươi không cần chống cự. Hiên Viên Quang quát lớn, hai người đồng thời khống chế nguyên thần long tu hổ này. Từ long tu hổ thi triển ra vô pháp, nhưng chỉ thấy mi tâm của long tu hổ đột nhiên vỡ ra. Từ bên trong xuất hiện một bàn tay lông tơ mượt mà to hướng tới Mô Thai, nguyên thần của Diệp Húc chụp tới. Bàn tay to nguyên thần này nắm lấy nguyên thần Mô Thai của Diệp Húc, vận chuyển pháp lực ý đồ làm cho nguyên thần và Mô Thai của hắn cùng dung. Hai người bọn họ thêm nguyên thần của long tu hổ, ba đạo pháp lực thêm vào cùng một chỗ, tuyệt đối không có kém đại vu tam thần cảnh nguyên thần kỳ. Dù vậy, nguyên thần của Diệp Húc vẫn không thể dung nhập vào trong Mô Thai. Tích lũy của Diệp Húc thâm hậu đáng sợ, làm cho hắn mỗi khi đột phá tới một cảnh giới đều khó khăn vô cùng, gấp trăm ngàn lần người khác. Chỉ trông vào nguyên thần đại thủ ấn không thể thi triển toàn lực được. Các ngươi thao túng nguyên thần hướng tới nguyên thần Mô Thai của ta mà công kích, cưỡng ép nhốt nguyên thần vào bên trong Mô Thai. Diệp Húc trong mắt chợt lóe tinh quang, trầm giọng mà nói: các ngươi yên tâm mà ra tay, ta có 12 nguyên thần, 12 Mô Thai, mặc dù hủy diệt đi một cũng không tới mức chết tại chỗ đâu. Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức hai người chần chừ một chút, cắn răng mà nói: Diệp lão đệ, nếu như ngươi không kiên trì được, liền mở miệng nói một tiếng nha. Ầm vang một tiếng, long tu hổ nâng chảo của mình lên, hung hăng chụp tới, nện ở trên một gốc cây nguyên thần của Diệp Húc. Nó phá nát đi không biết bao nhiêu cành lá trên cây ngọc thụ. Chỉ thấy ngọc thụ những dưới lá bay múa, bị lực lượng lớn này đánh thẳng với bên trong Mô Thai. Diệp Húc sắc mặt tái nhợt, ói ra một ngụm máu, lập tức cảm giác được kỳ diệu phát ra. Hắn cảm thấy bên trong Mô Thai này dường như đột nhiên có được sinh mệnh, giống như một quả tâm tạng thùng thùng nhảy lên. Nguyên thần của hắn dường như biến thành một hạt giống, bám rễ bên trong Mô Thai, bắt đầu hấp thu chân nguyên, khỏe mạnh sinh trưởng, và lực lượng nguyên thần của hắn tăng lên nhanh chóng. Lại tiếp tục tới. Diệp Húc khuỷu đi vết máu trên miệng, cao giọng mà quát. Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức lại thao túng nguyên thần long tu hổ chụp tới. Diệp Húc trong miệng lại hộc ra một ngụm máu, cảm giác được lực lượng nguyên thần của mình nhanh chóng tăng trưởng. Tiếp tục nào. Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức nhìn xem mà kinh tâm động phách. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Húc thương lại càng thêm thương, ói ra không biết bao nhiêu ngụm máu. Thương thế của hắn nghiêm trọng cực đoan, thậm chí ngay cả hai người bọn họ cũng lo lắng Diệp Húc không thể kiên trì được, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã lăn ra đất. Nhưng hắn vẫn cứng rắn kiên trì xuống, chết vẫn phải đứng vững. Nghị lực này, phần ngoan độc này thật làm cho người ta phải khâm phục không ngừng. 12 nguyên thần rốt cuộc cũng hoàn toàn dung nhập vào Mô Thai rồi. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên người mình từng vòng mặt trời chói chang không ngừng bay múa chung quanh. Mỗi một vòng mặt trời chói chang này bên trong đều có một gốc cây ngọc thụ xanh um tươi tốt, lá cây bay múa không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng bên trong Mô Thai. Ảo thai chỉnh tề như một, thùng thùng nhảy lên. Cùng lúc này, Diệp Húc cảm thấy được Hạo Thiên Đại Nhật nguyên thần bắt đầu tự chủ vận chuyển chân nguyên, nguyên thần cùng dung, khiến cho nguyên thần của hắn lấy một loại tốc độ khủng bố mà thôn phệ chân nguyên và thái dương chân hỏa. Nguyên thần của hắn trưởng thành với một tốc độ khủng bố, hắn thậm chí có thể cảm thấy được bên trong nguyên thần có chân nguyên lưu động. Việc này ý nghĩa hắn đã làm được thần nguyên hợp nhất, nguyên thần và chân nguyên hòa hợp thành một thể. Vu sĩ trước ảo thai kỳ, chân nguyên là chân nguyên, nguyên thần là nguyên thần, hai cái không cách nào dung được, mà tới ảo thai kỳ rồi sẽ hòa hợp thành một thể, đạt được lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Tuy rằng tu vi không có càng thêm thâm hậu thêm, thế nhưng hắn có thể cảm thấy rõ ràng chính mình lúc này mà thi triển vu pháp thì tuyệt đối có uy lực lớn hơn trước rất nhiều. Diệp huynh, Tống huynh, ảo thai kỳ sở dĩ kêu là ảo thai là bởi vì nguyên thần của các vu sĩ còn không đủ hùng mạnh, căn cơ chưa xong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Mô Thai bài trừ. Tuy nhiên, nếu như tiếp tục tu luyện, liền có thể làm cho nguyên thần củng cố, căn cơ xâm nhập vào Mô Thai, không dễ dàng dao động. Đợi khi nguyên thần hiển hóa, liền ý nghĩa ngươi sắp bước vào nguyên thai kỳ. Hiên Viên Quang thấy hắn không đáng ngại gì, nhẹ nhàng thở ra, không chỉ nói với Diệp Húc mà đồng thời cũng chỉ đạo cho Tống Cao Đức nói: cái gọi là nguyên thần hiển hóa là nguyên thần sinh trưởng bên trong Mô Thai trở nên hùng mạnh, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, lúc này nguyên thần còn chưa phải là thực chất mà là ở giữa hư và thực kìa. Tống Cao Đức lướt mắt nhìn Diệp Húc một cái, cười nói: thiếu bảo đã sớm làm được nguyên thần hiển hóa, hay là hiện tại hắn đã bước nhập nguyên thai kỳ vậy? Hắn sở dĩ trước đây làm được nguyên thần hiển hóa, thuyết minh nguyên thần của hắn mạnh mẽ thái quá. Nguyên thần vũ sĩ nếu đủ hùng mạnh,
cũng có thể hiện hóa nguyên thần trước. Tuy nhiên, theo ta được biết, chỉ có mấy phương pháp rèn luyện nguyên thần cực kỳ chân quý ở mấy đại thánh địa mới có thể làm được điều này. Hiên Viên Quang đúng là rất tò mò cười nói: Diệp huynh có thể làm được nguyên thần hiển hóa, nhưng tu vi của hắn, nội tình của hắn cũng không có bước ra khỏi cảnh giới ảo thai kỳ. Nguyên thần của hắn cắm rễ chỗ ổn, nguyên thần vẫn tiếp tục trưởng thành bên trong mu thai. Đợi khi hắn tu luyện tới cửu phẩm, tự nhiên sẽ bước vào nguyên thai kỳ, không hề trở ngại. Đợi khi hắn nguyên thai cửu phẩm cũng không chút ngăn cản mà tiến vào tam dương cảnh. Tống Cao Đức liếu lưỡi, thất thanh nói: Nguyên thần của thiếu báo mạnh mẽ như vậy, nếu khiến cho hắn một đường tu luyện tới tam dương cảnh, chẳng phải đơn giản quá hay sao? Hiên Viên Quang bất đắc dĩ nói: Đây là công dụng của phương pháp rèn luyện nguyên thần vô thượng, nhưng thật ra Tống huynh, người bất luận bước vào nguyên thai kỳ hay là tam dương cảnh, chỉ sợ đều gặp phải hung hiểm cực kỳ, so với hắn khó khăn gấp trăm lần, ngàn lần, thậm chí sẽ có nguy hiểm tới sinh mệnh kìa. Không có thiên lý, thật sự là không có thiên lý mà. Tống Cao Đức căm giận nói: Đây chủ yếu là do Diệp huynh tích lũy thực sự hùng hậu tới cảnh giới đáng sợ rồi. Cha ta đã nói, tu luyện tương đương với cái phòng ở, giai đoạn trước mà càng đánh cho vững chắc, phòng ở có thể cao hơn so với người khác kìa. Nền tảng vững chắc, phòng ở xây dựng càng dễ dàng, cơ sở không tốt, càng lên cao càng gian nan, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Hiên Viên Quang cười nói: Cha ta còn nói, tiên thiên ngũ hành, thể chất vì sao mà lợi hại như vậy? Vì sao mà đột phá cảnh giới giống như uống nước bình thường vậy? Đó là bởi vì bên trong cơ thể của bọn họ có được nguyên thần toái phiến của thượng cổ thiên đế cộng công cú mang. Trên tiên thiên, cơ sở của bọn họ được củng cố một cách đáng sợ. Người khác làm móng cho nhà ở chỉ có thể xây lên được 4-5 tầng, mà cái móng nhà của bọn họ vừa xuất hiện thôi đã có thể xây được 9 tầng phòng ở rồi. Tống Công Đức càng thêm buồn bực: Cha ta tu vi thâm hậu, lời của người chắc chắn sẽ không sai. Hiên Viên Quang cũng lộ ra vẻ hâm mộ vô cùng nói: Diệp huynh, chân nguyên của ngươi chứa nhiều thuần dương khí, nếu ta không lầm mà nói, ngươi khẳng định đã trải qua kỳ ngộ mới có thể khiến cho chân nguyên của mình chứa khí tức thuần dương sớm như vậy. Diệp Húc gật đầu cười nói: Ta từng được cơ duyên xảo hợp, khi ở tam đan cảnh liền dùng thủy phong hỏa sơn lôi âm dương bảy đạo thần sát rèn luyện nguyên thần, chân nguyên và thân thể. Hiên Viên Quang nghe thấy như vậy lại càng thêm buồn bực mãi không thôi. Cửu sát khó có được, âm dương nhị sát càng thêm hy hữu. Diệp Húc không ngờ có thể tìm được âm sát dương sát, có thể thấy được vận khí của hắn thực sự rất tốt. Càng làm cho hắn kinh tâm động phách hơn chính là Diệp Húc lúc đó tu vi chỉ là tam đan cảnh, liền cùng âm dương nhị sát tẩy lễ nguyên thần chân nguyên, có thể thấy được nguyên thần của hắn hùng mạnh cỡ nào, chân nguyên thuần túy cỡ nào. Đây quả thực là không bình thường, chính là biến thái. Không biết Diệp huynh tu luyện pháp môn rèn luyện nguyên thần nào, sao lại lợi hại như vậy đây? Hiên Viên Quang hâm mộ không ngừng nói: Tuy nhiên, Diệp huynh tu luyện thành 12 mô thai, 12 nguyên thần, khi tu luyện tới tam dương cảnh sẽ gặp được một trạm kiểm soát khó có thể tưởng tượng nổi. Cửu sát khó có được, người khác dùng sắt khí rèn luyện nguyên thần nguyên thai, một loại sắt khí như vậy là đủ rồi. Nhưng mà ngươi cần phải có 12 sắt khí mới có thể rèn luyện đủ nguyên thần nguyên thai thuần dương. Thủy hỏa phong sơn lôi, 5 loại sắt khí này còn không tính là khó khăn, nhưng 12 âm sát, 12 dương sát cũng đủ khiến cho ngươi đau đầu rồi. Nếu ngươi muốn nguyên thần nguyên thai hoàn toàn thành thục no đủ, liền phải tìm 12 thiên sát, 12 địa sát kìa. Sao? 12 thiên sát, 12 địa sát mới có thể khiến cho nguyên thần nguyên thai hoàn toàn thuần dương no đủ sao? Tống Cao Đức nghe thấy mà nghẹn họng chân chối, lẩm bẩm nói: Cho dù ngươi cướp sạch vạn kiếp môn cũng không có nhiều thiên sát địa sát như vậy đâu. Xem ra cơ sở đánh chắc quá cũng không phải là một chuyện tốt rồi. Ba người tiếp tục hướng Ung Châu mà đi. Diệp Húc đi theo sau hai người, vận chuyển Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết, thúc dục tâm pháp này bắt đầu cuồn cuộn, không ngừng luyện hóa nguyên thần cự kình. Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết của hắn luyện hóa nguyên thần của người khác, so với Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh chấn giáo của Nguyên Thủy Yêu Tông còn mạnh mẽ hơn, hoàn mỹ hơn nhiều, tốc độ luyện hóa cũng nhanh hơn, tu vi của hắn nhanh chóng được tăng trưởng. Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh chỉ có thể luyện hóa được 4 thành tu vi, mà Di La Thiên Bảo Nguyên Thai Quyết lại có thể hóa thành được 5 thành. Đồng thời, Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh cũng khiến cho nguyên thần của hắn tăng trưởng nhanh chóng, làm cho rễ cây bên trong mô thai hấp thu chân nguyên nhanh hơn. Hắn bước nhập vào ảo thai kỳ, vượt qua cái quan tạp trạm kiểm soát này, giống như mãnh hổ ra tù, hổ gầm núi, rằng long đằng cửu thiên, tu luyện đứng lên không còn bất luận trở ngại gì cả. Nguyên thần ảo thai một đường hát vang tiến mạnh,
tốc độ cực nhanh làm người ta phải líu lưỡi. Tống Cao Đức và Hiên Viên Quang có thể cảm thấy được khí tức trên người Diệp Húc càng ngày càng nặng hơn. Không quá bao lâu, tu vi của Diệp Húc rõ ràng đột phá tới ảo thai nhất phẩm, tiến vào nhị phẩm. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, cho dù một môn tâm pháp tinh diệu như thế nào cũng không có khả năng khiến cho một thời gian ngắn tích tụ được chân nguyên khổng lồ như vậy đột phá một tiểu cảnh giới. Huống chi Diệp Húc đều không phải chỉ có một ảo thai mà là 12 ảo thai, hắn tích lũy vô cùng hùng hậu. Một khi đột phá cảnh giới cần linh khí, chân nguyên cũng phải hùng hậu hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Theo lý mà nói, tốc độ tu luyện của hắn hẳn phải thông thạo hơn đại đa số vô sĩ nhiều. Mà mọi việc phát sinh trước mắt hai người, tốc độ tu luyện của Diệp Húc không chỉ không chậm, ngược lại còn nhanh hơn đại đa số mọi người. Loại tốc độ tu luyện này so với Chu Tiên Tinh Đấu Cung, Đại Chu Tiên Tinh Đấu Cấm Điện còn muốn nhanh hơn. Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức lướt nhau, sắc mặt ngưng trọng, nói thầm: trên đời chỉ có một môn cấm pháp so với Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển còn nhanh hơn thì phải là Nguyên Thủy Vạn Hóa Quy Nguyên Kinh của Nguyên Thủy Yêu Tông. Tuy nhiên Diệp huynh là một vô sĩ nhân loại, làm sao có thể tu luyện môn pháp môn của yêu tộc được? Thiếu bảo hơn phân nữa là một cái yêu quái rồi, yêu nghiệt, biến hóa thành hình người. Tống Cao Đức nhấp nháy mắt, làm như thật nói: lão tử đã sớm hoài nghi tiểu tử này là yêu quái mà. Người nói như vậy, ta ngược lại cảm thấy rất có khả năng này. Hiên Viên Quang tỏ vẻ đồng ý. Diệp huynh thật sự rất là yêu nghiệt. Dọc theo đường đi, hai người kinh tâm động phách nhìn Diệp Húc liên tục đột phá cảnh giới. Không tới một ngày, tu vi của hắn rõ ràng đã đột phá tới 4 tiểu cảnh giới, bước nhập ảo thai ngũ phẩm. Tới ảo thai ngũ phẩm, tốc độ tu luyện của hắn chậm lại, biến thành như ốc sên vậy, dừng chân không tiến. Đây cũng là bởi vì nguyên thần cự kình đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, trong đó năm thành bị hắn thôn phệ, biến thành tu vi của mình tăng lên 4 tiểu cảnh giới. Hiên Viên Quang và Tống Cao Đức hai người trong lòng càng thêm kinh ngạc. Lúc trước tốc độ tu luyện của Diệp Húc tăng nhanh tới mức đáng sợ, hiện tại lại chậm tới mức đáng sợ. Loại chênh lệch thật lớn này khiến cho hai người khó có thể nhận ra. Phía trước chính là Đại Ung Châu rồi. Hiên Viên Quang đột nhiên chỉ vào một thành trì ở xa xa cười nói. Diệp Húc và Tống Cao Đức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên đế thế gia cũng không có hùng vĩ như trong tưởng tượng của bọn họ, ngược lại giống như một tòa thành thị bình thường, cũng không thấy phồn hoa, căn bản không có bộ dáng của một thế gia thiên đế nên có. Thần kỳ duy nhất chính là phía trước thành thị dựng một thanh cự kiếm vô song, cự kiếm thông linh lồng lộng đứng đó cao tới tận trời, làm cho người ta phải ngạc nhiên thán phục. Thỉnh thoảng có một con thuyền lâu từ trong cự kiếm bay ra, hướng tới xa xa mà bay đi. Cái chuôi cự kiếm này chính là cấm bảo do lão tổ tông Hiên Viên gia lưu lại, tên là Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Quang giới thiệu nói, đi trước một bước bay vào trong vô hồn giới cự kiếm. Diệp Húc và Tống Cao Đức theo sát ngay sau, kinh ngạc mà nói: Hiên Viên huynh, ta từng ở trong Côn Luân Thánh Địa nhìn thấy một kiện cấm bảo khác của Hiên Viên gia các ngươi, đó là Chỉ Lam Sa. Chẳng lẽ nói Hiên Viên gia các ngươi không chỉ có một kiện cấm bảo hay sao? Ừ thì đây là lẽ đương nhiên, ngoại trừ Hiên Viên Kiếm, Chỉ Nam Sa, nhà ta còn có vài món cấm bảo. Tuy nhiên những cấm bảo này phần lớn đều lâm vào ngủ say rồi. Hiên Viên Quang thuận miệng cười nói. Diệp Húc khiếp sợ dị thường, một môn phái nắm giữ một kiện cấm bảo liền có thể xưng làm thánh địa, mà Hiên Viên gia không ngờ có tới mấy kiện, không ngờ là thiên đế đế gia, nội tình vô cùng hùng hậu. Ba người tiến vào trong Hiên Viên Kiếm. Diệp Húc không khỏi rung động trước cảnh tượng ở trước mắt, chỉ thấy bảo hồn giới bên trong Hiên Viên Kiếm, lãnh thổ quốc gia rộng lớn, hiển nhiên là một thế giới độc lập, quảng đại vô cùng. Hơn nữa, trong bảo hồn giới của cấm bảo này, không ngờ còn có mấy món cấm bảo đang lơ lửng. Bên trong Chỉ Nam Sa chở một tòa đại lục, trên đại lục không ngờ có quốc gia của Hiên Viên gia lập lên. Trong đó, thành trì san sát, nhiều không đếm xuể. Hiên Viên ý là chỉ xe, ý là Chỉ Nam Sa, Hiên Viên thế gia bởi vậy mới đặt tên như vậy. Ở địa phương xa hơn, còn có một cự long lớn không thể tưởng tượng nổi. Cự long này ngang từ nam sang bắc Hiên Viên Kiếm, dài kinh người. Trong miệng của nó ngập một ngọn nến, từ từ thiêu đốt, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang ngủ say. Đây là xác của Trúc Long. Trong truyền thuyết, Trúc Long chính là thủ hạ đắc lực nhất của Hiên Viên Thiên Đế, tu thành vô hoàng, chiến lực kinh người, gần với cấp bậc thiên đế tồn tại. Sau khi chết, lưu lại xác chết của mình, luyện thành cấm bảo, che chở Hiên Viên. Một địa phương khác còn có hai kiện cấm bảo, lớn không thể tưởng tượng được. Mãi tới hiện giờ, Diệp Húc mới biết được cái gì là thiên đế thế gia. Bọn họ đi theo Hiên Viên Quang tiến vào một thành thị bên trong Chỉ Nam Sa.
Ba người vừa mới rớt xuống, chỉ thấy một thiếu nữ mắt sáng răng trắng tới chào đón, ngọt ngào cười nói: "Ca, cha nói, ngươi ở bên ngoài làm chuyện gì ngươi đều biết cả rồi. Bốn giới toàn phạm phải, cha bắt ca đi tới thư phòng của người quỳ chờ ngươi." Ánh mắt của nàng dừng ở trên người Diệp Phúc và Tống Cao Đức, điềm như nói: "Cha nói, hai vị công tử là khách nhân, để cho ta mang theo đi chung quanh, đợi người xử phạt bất hiếu tử này, rồi mới mời hai vị uống trà sau." "Ta chết chắc rồi, ta chết chắc rồi." Hiên Viên Quang mặt vàng như đất, trán lạnh đầy mồ hôi, hồn bay phách lạc, hướng thư phòng mà bay đi. Diệp Húc trong lòng cả kinh, không khỏi cảm thấy khâm phục phụ thân của Hiên Viên Quang vạn phần, hướng thiếu nữ kia hỏi: "Lệnh tôn quả nhiên là thần thông quảng đại, cách xa ngàn dặm, không ngờ cũng biết được những gì Hiên Viên huynh đã làm." "Ồ, chào người ngu ngốc kia." Thiếu nữ hồn nhiên cười khanh khách nói: "Cha ta cũng không phải là thần tiên, thì làm sao có thể biết được hắn phạm phải cái gì chứ? Tuy nhiên là ta nói bậy lừa hắn mà thôi. Hắn quỳ ở thư phòng như vậy, cha ta mà nhìn thấy hắn, khẳng định là sẽ hỏi một phen. Sau đó ca ca của ta làm những chuyện gì, tất nhiên sẽ kể lại toàn bộ mà thôi." Diệp Húc sau một lúc lâu không nói gì. Hiên Vương Quang có một muội muội tinh nghịch như vậy, thật là bất hạnh của hắn. Tống Cao Đức cũng không biết phải nói gì. Hiên Viên Quang là người thành thật như vậy, không ngờ có muội muội thông minh lanh lợi như thế. Xem ra trước đây hắn bị muội muội mình ức hiếp không ít. "Ca ca lần đầu tiên đi ra ngoài, không ngờ kết giao với hai bạn tốt, hơn nữa còn mang trở về nhà nữa kìa. Xem ra quan hệ của các ngươi và hắn rất sâu nha." Thiếu nữ kia nhấp nháy mắt, có vẻ rất là có năng lực phân tích, cười hì hì nói: "Ta tên là Hiên Viên Như Nguyệt, các ngươi tên là gì?" Diệp Húc và Tống Cao Đức lướt nhau, tâm ý tương thông, trầm giọng nói: "Tại hạ là Tống Cao Đức, ra mắt người cô nương." Tống Cao Đức cũng chắp tay nói: "Còn tại hạ là Diệp Tân, ta cùng với Tống huynh đều là vũ sĩ núi Thanh Thành, sư môn thì theo sư phụ Cao Nguyệt Thiểm Sư. Ở vùng Thục Sơn, hai người chúng ta cũng có chút bạc danh, có câu nhiệt tình vì lợi ích chung, Tống Cao Đức đưa than sưởi ấm trong tuyết lạnh, Diệp đại thiếu." "Các ngươi ít gạt ta đi, mau nói thực danh của các ngươi là gì đi." Hiên Viên Như Nguyệt hai tay chắp sau lưng, quay quanh hai người Diệp Húc rất sôi nổi, có vẻ thông minh cổ quái, cười hì hì mà nói: "Ta từ thuở nhỏ đã nói dối tới hiện tại giờ rồi, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra các ngươi nói dối hay nói thật rồi. Tất cả mọi người cùng là người trong đạo, che che lấp lấp làm cái gì?" Diệp Húc và Tống Cao Đức hoàn toàn không nói gì. Hiên Viên Quang một người thành thật như vậy, không ngờ lại có muội muội quá thông minh, không thể không nói là bi ai của hắn. "Như Nguyệt, ta gọi là Diệp Húc, vị này chính là Tống Cao Đức." Diệp Húc lúc này không giấu giếm thân phận nữa, cười nói: "Diệp Húc sao?" Hiên Viên Như Nguyệt nghiêng đầu, cẩn thận ngẫm nghĩ lại một chút rồi nói: "Giống như đã nghe qua ở nơi nào. À, ta nhớ ra rồi, người chính là Diệp Thiếu Bảo, nổi danh lừng lẫy lão ma đầu." Nàng trên dưới đánh giá Diệp Húc, cười khanh khách mà nói: "Ta từng nghe vài vị đường huynh nói về ngươi rồi, tính toán đi tới di chỉ kinh đô Quý Thể Thương mà ngăn lại ngươi, nói ngươi không chuyện ác nào không làm. Tuy nhiên ta xem bộ dạng của các ngươi cũng không phải là người xấu gì cả. Ca ca ta còn muốn quỳ gối trong thư phòng đợi cho ta khi trở về, nhưng cha ta không có ở nhà, đi dạo chơi rồi. Hơn phân nữa, ca ca còn phải quỳ hơn một ngày nữa mới có thể tỉnh ngộ là ta đang lừa hắn kìa. Ta mang mọi người đi dạo chung quanh, miễn cho khán khi hắn tỉnh ngộ lại oán hận ta chậm trễ không tiếp bạn tốt của hắn kìa." Nàng là người vui vẻ trời sinh, đúng là đối với thân phận của Diệp Húc không thèm chi hỏi. Nàng mang theo hai người Diệp Húc đi dạo chung quanh tòa thành thị này, giới thiệu những danh thắng của Hiên Viên gia, nghiêm nhiên một bộ dạng tiểu địa chủ. Nàng không chút bởi vì ác danh của Diệp Húc mà động tâm tư khác. Vu hồn giới bên trong chỉ nam xa giống như một quốc gia độc lập, nơi này không có phân tranh, chỉ có người Hiên Viên gia sống ở trong này áo cơm không lo. Bên trong tòa thành thị này đều là đệ tử của Hiên Viên gia, cùng với người hầu nhân số cực đông, hơn nữa cường giả khí tức cũng không ít. Phụ thân của Hiên Viên Quang hẳn là có địa vị cực cao ở Hiên Viên gia này. Hiên Viên Như Nguyệt giống như một tiểu công chúa vậy, một đường đi tới, không biết bao nhiêu người hướng tới nàng mà vấn an. Nha đầu này tuy rằng bướng bỉnh, nhưng thấy bất cứ kẻ nào cũng đều nho nhã lễ độ, không có bộ dạng khi trêu cợt Hiên Viên Quang lúc nãy. Hiển nhiên gia giáo của nàng vô cùng tốt. Thế giới bên ngoài có bộ dạng gì nữa đây? Nàng hẳn là chưa bao giờ rời khỏi Hiên Viên gia, liền hiếu kỳ nói. Vấn đề này Diệp Húc cũng không biết phải trả lời như thế nào. So sánh với bên ngoài, Hiên Viên gia giống như thế ngoại đào viên, tuy rằng cuộc sống yên lặng nhưng thiếu khuyết cạnh tranh, rất dễ làm cho người ta đánh mất nhuệ khí tiến thủ. Hơn nữa, hàng năm ở một chỗ,
cho dù là Hiên Viên Gia vẻ đẹp hùng vĩ, không bút nào tả xiết đi chăng nữa, cũng cảm thấy có chút chán ngấy. Mà thế giới bên ngoài thì cực kỳ hung hiểm, nhưng mà hung hiểm lại rất nhiều phấn khích. Vu sĩ có thể thi triển quyền cước, một cuộc sống rạng rỡ. Ta muốn đi ra bên ngoài nhìn. Hiên Viên Như Nguyệt yên tĩnh hiếm có, ánh mắt nhìn lên trời cao, giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, có chút cô đơn mà nói. Đáng tiếc cha ta không cho ta đi ra ngoài. Nàng thở dài nói. Ồ, cái kia là cái gì? Diệp Phúc đột nhiên chú ý tới một tòa đảo nhỏ lơ lửng trong không trung. Trên đảo nhỏ này sừng sững một kiện vua bảo giống như một tấm gương sáng. Thỉnh thoảng có vua bảo bay tới hòn đảo nhỏ này, dừng ở trước mặt tấm gương sáng này. Chỉ thấy một người lấy ra linh mạch giao cho lão nhân bên cạnh. Lão nhân lúc này đánh ra một đạo ấn pháp, chỉ thấy hào quang trong kính hiện lên, đem người nọ cuồn cuộn nổi lên, biến mất không thấy đâu nữa. Sau một lúc lâu, người nọ từ trong gương bay ra, vẻ mặt ảm đạm, có chút hồn bay phách lạc. Hiên Viên Như Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại cười nói. Gương kia chính là tên là Hư Không Kính, là nơi đệ tử Hiên Viên gia ta thí nghiệm thực lực kìa. Ồ, cái gương kính này có phải là bất diệt chi bảo do Hạo Hiên Viên tiền bối luyện chế ra phải không? Tống Cao Đức lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn trà trộn trong chính đạo đã lâu, đúng là rất có hiểu biết về chuyện trong chính đạo. Hứng Diệp Phúc nhỏ giọng giải thích nói. Hiên Viên Hạo tiền bối là kỳ tài luyện khí của Hiên Viên gia. Hắn luyện chế vu báo, tư tưởng kỳ diệu, có chút uy năng rất lớn. Có chút tuy rằng không có uy năng, nhưng hiệu quả lại cực kỳ kinh người. Cái vu bảo này làm thế nào để thí nghiệm thực lực vu sĩ vậy? Diệp Húc buồn bực nói. Thì chỉ cần ngươi kích phát vào kính này, liền có thể tiến vào bên trong kính. Tuy nhiên bảo vật vu bảo bên trong là không thể vận dụng, chỉ có thể dựa vào hai tay và vu pháp mà thôi. Hiên Viên Như Nguyệt cười nói. Chỉ cần ngươi đi tới bảo hồn giới trong kính, trong bảo hồn giới sẽ xuất hiện một hóa thân của vu sĩ, cảnh giới tu vi giống như của ngươi vậy, tấn công tới ngươi. Hạo lão tổ lưu lại bảo kính này vì kiểm nghiệm tu vi của đệ tử nhà ta, nhìn xem có đệ tử xuất sắc hay không để gia tộc mạnh mẽ tài bồi kìa. Tống Cao Đức gật đầu nói. Ta từng nghe nói qua cái bất diệt chi bảo này rất là nổi danh, nghe nói tiến vào trung tâm của Hư Không Kính, lần đầu tiên xuất hiện hóa thân cảnh giới ngang với ngươi, thực lực vu sĩ bình thường. Nếu là đánh bại được hóa thân này, liền xuất hiện một hóa thân khác, có được thực lực gấp 2 lần. Nếu có thể thắng liên tiếp 9 lần, lần thứ 10 xuất hiện chính là hóa thân của Hiên Viên Hạo. Ồ, người cao to, người hiểu biết cũng không ít nha. Hiên Viên Như Nguyệt lướt nhìn hắn một cái cười nói. Hạo lão tổ nhà ta chính là cao thủ đỉnh cấp, đại vua tam bất diệt cảnh, cảnh giới ngang nhau gần như là tồn tại vô địch. Không có bao nhiêu người có thể khai thông một cửa của người được. Cho dù là ca ta, khi đánh tới một cửa của hắn, liền bị đánh cho hoa rơi nước chảy kìa. Ồ, vậy sao? Dưới cảnh giới ngang nhau, có thể một mình đấu với Hạo tiền bối. Hiên Viên huynh, chiến lực thực sự là kinh người. Tống Cao Đức cánh mắt chớp động cười nói. Ta nghe nói, Hư Không Kính có thể công khai với bên ngoài. Không hề ít đệ tử, danh môn chính phái mộ danh mà tới, tiến vào Hư Không Kính khảo nghiệm tu vi của mình. Nhìn xem, ở cảnh giới ngang nhau thì có thể so với tư chất của đại vua tam bất diệt cảnh hay không kìa. Trong kính không thể vận dụng vu báo, chỉ có thể dựa vào vu pháp và thực lực của bản thân. Bởi vậy, có thể nhìn ra được trình độ tu vi đích thực của một người. Sao? Không thể vận dụng vu bảo mà nói, thực lực của ta giảm đi thấp nhất là 7 thành. Ta đúng là ỷ vào vu bảo quá mạnh mẽ, có Di La Thiên Địa Tháp và Cửu Đỉnh trấn áp thân thể. Ta có thể khiêu chiến đại vu, thần sắc thứ nhất là có thể quét ngang tam thần cánh. Nhưng đã không có ba loại bảo vật này, thực lực chân thật của ta còn lại bao nhiêu đây? Diệp Húc thầm nghĩ, đột nhiên hỏi. Như Nguyệt cô nương, không biết có vị cao thủ nào đánh thắng hóa thân của Hạo tiền bối chưa? Thì hàng năm đều có cả. Khi tam nguyên cảnh, Hạo lão tổ thực lực cũng không khác chúng ta là mấy đâu. Có rất nhiều người khiêu chiến với hắn, thậm chí thắng được hắn kìa. Hiên Viên Như Nguyệt ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm, cười nói. Tuy nhiên, tới tam chân cảnh, thực lực của lão nhân gia tăng trưởng cực kỳ khủng bố. Tam nguyên cảnh, ngươi có thể thắng được hắn, nhưng ở tam chân cảnh chỉ sợ ngươi thua chắc rồi. Thực lực của hắn cảnh giới càng cao thì lại càng khủng bố. Tới tam đan cảnh liền gần như không có vũ sĩ tam đan cảnh nào có thể khai thông thập quan cả, cho nên Kakata là một thiên tài. Nàng dừng lại một chút rồi cười nói. Úc Khánh Sơn lúc tam đan cảnh cũng từng tới nơi này, hắn khai thông thập quan, Hư Không Kính còn có thể vượt qua vượt cấp khiêu chiến. Úc Khánh Sơn từ tam đan cảnh một đường đánh tới tam thai cảnh ảo thai kỳ mới dừng lại. Hắn được dự định trở thành vũ hoàng thứ ba. Hề, đáng tiếc
bị người giết đi. Diệp Húc hiếu kỳ nói, Như Nguyệt cô nương, không biết ngươi khiêu chiến tới quan thứ mấy vậy? Thập quan. Hiên viên Như Nguyệt ánh mắt mị thành hình mặt trăng, nàng đắc ý giặt rào, cười khanh khách mà nói, ta hiện giờ tu luyện tới tam đan cảnh, liền luyện nguyên đan, trước đó không lâu tu luyện tới nguyên đan cửu phẩm, xâm nhập vào hư không kính, đánh cho hạo lão tổ hoa rơi nước cháy, ta còn thiên tài hơn cả ca ca kìa. Đáng tiếc khi ta vượt cấp khiêu chiến cũng bị đánh cho hoa rơi nước cháy. Các ngươi có muốn đi thí nghiệm một chút hay không? Nàng giật dây nói, không đắt nha, hư không kính của nhà ta mỗi lần sử dụng chỉ cần một linh mạch bậc 4, thật sự không đắt chút nào cả. Nhà đầu, sao ngươi không đi ăn cướp đi? Tống Cao Đức căm hận nói, linh mạch bậc 4 cũng đủ mua một kiện Tuần Dương Vu Bảo rồi. Diệp Húc không khỏi tâm động, nếu như là có thể cùng cao nhân cùng cảnh giới giao thủ, tuyệt đối là một chuyện khó có được. Không những có thể đạt được kinh nghiệm giao thủ với cao nhân chân chính, đồng thời cũng có thể nhận thức được thực lực của mình chênh lệch với cường giả, tới được tam bất diệt cảnh khi còn trẻ là như thế nào. Hiên viên Như Nguyệt mang theo hai người đi tới trước hư không kính. Diệp Húc đánh giá nơi này, chỉ thấy tụ tập hơn 100 người, có người là đệ tử hiên viên gia, cũng có người là đệ tử của môn phái thế gia khác. Những người này có chính đạo, cũng có ma đạo, cũng có thiên tài trẻ tuổi của yêu tộc, làm cho Diệp Húc không khỏi kinh ngạc. Hắn lại không biết hiên viên gia tuy rằng trong thánh địa chính đạo, nhưng không coi trọng chính tả phân biệt cho lắm, cũng không cấm ma đạo yêu tộc tiến vào lãnh địa của bọn họ. Tiểu thiên vương Lý Huyền Tố đi vào. Một vu sĩ trầm giọng nói, lần trước tiểu thiên vương thua trong tay Diệp Húc, cần tu khổ luyện, tu vi thực lực đều có tinh tiến. Lần này hắn tìm Diệp lão ma không có kết quả, tính đi tới hiên viên gia thí nghiệm thực lực của mình. Hắn lần này tiến vào trong hư không kính, tất nhiên có thể đạt được chiến tích xa xỉ. Lại có người cười lạnh nói, Diệp thiếu bảo hoành hành nhất thời, dựa vào vu bảo dũng mãnh mà thôi, mà tiểu thiên vương của chúng ta tu vi vững chắc, nếu không có vu bảo, Diệp lão ma trước mặt tiểu thiên vương căn bản là không đủ nhìn kìa. Hiên viên Như Nguyệt lướt liếc Diệp Húc nhỏ giọng mà nói, hey, không nhìn ra được tên tuổi của ngươi lại lớn như vậy, nếu như lúc này ta quát to một tiếng Diệp thiếu bảo ở đây, không biết những người này có cùng nhau quay đầu lại nhìn ngươi hay không đây. Nàng ánh mắt chớp động, dường như thực sự tính toán gọi ra. Diệp Húc không khỏi nhức đầu, cô đương này vui đùa coi trời bằng vung, nó không chừng thực sự sẽ làm ra chuyện này. Để ta mang ngươi đi ra ngoài. Diệp Húc mỉm cười nhỏ giọng nói, mang ngươi rời khỏi hiên viên gia, đi tới thế giới bên ngoài. Hiên viên Như Nguyệt mặt mày hớn hở, một bộ dạng đắc ý khiêm mưu thực hiện được, ngón út của nàng câu lên, cười hì hì mà nói, một lời đã định, cái gì mà tứ mã lan truy, ngươi tới nhéo tay nào. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 82 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.